đầu thế rồi mà ông vẫn còn đái bậy ra đây à? Ông chán sống rồi à? Tại sao cô lại bắt một người già yếu như thế quỳ xuống xin lỗi con chó chứ? Thì thử bò bốn chân như con gái tôi đi. Cõng cô chủ đi chơi đi nào. Ơ này, cô đừng mà quá đáng nhé. Nào, con gái cưng đi vào với mẹ nào, nhanh lên. Ê cô gì ơi, ở đây đã có quy định rồi, không được dẫn theo thú cưng hay là động vật vào trong spa đâu cô ạ. Động vật nào? Ơ thì con chó. Ông bảo con gái cưng của tôi là động vật đó. Vâng. Ông có biết đây là con gái cưng của tôi không hả? Con gái nhưng mà, ôi trời ơi, chó, chỗ này vừa lau, đi ra. Ông dám đá con gái tôi á? Ông chán sống rồi à? Cô. Eo ơi, cái mùi gì đây? Đúng là đổ rác rưởi mà. Bạch. Này, tôi nói cho ông già biết nhá, cái bản mặt của ông ấy không sạch bằng cái góc chân của con gái tôi đâu, biết chưa? Cô cái gì? Ông còn trừng mắt ra mà nhìn à? Mau xin lỗi nó đi. Cái gì? Vì sao tôi phải xin lỗi con chó của cô? Này, chính cô là người sai nhá. Ở đây đã có quy định là không được dẫn thú cưng động vật vào. Thế mà cô cố tình dẫn chó vào, cô sai. Vì sao á? Vì tôi là khách VIP ở đây, ông biết chưa? Ông có biết một lần đến đây tôi tiêu bao nhiêu tiền cho cái spa này không? Bằng cả năm mà ông ăn đấy. Con hồn quỳ xuống, xin lỗi nó đi. Tôi phải quỳ xuống trước mặt con chó này á? Chứ còn sao nữa? Quỳ! Ơ kìa cô! Đấy! Quỳ! Cô vừa bác ấy ra. Bác ấy già cả rồi mà cô định giở trò bắt nạt cái gì đấy? Tôi mà phải giở trò với cái lão bảo vệ hèn mọn này á? Ông ta dám đá con gái tôi, tôi bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi con gái tôi thôi. Con gái cô? Ý cô là cô bảo con chó này là con gái cô á? Nhất định ý, là mẹ sẽ bắt cái ông già kia phải quỳ xuống xin lỗi con, đòi lại công bằng cho con được chưa? Nha, đừng có dỗi mẹ nữa nào. Này, cô đúng là điên rồi đấy. Tại sao cô lại bắt một người già yếu như thế quỳ xuống xin lỗi một con chó chứ? Cô... Bình thường anh toàn thấy em đến đây một mình, có bao giờ mang theo con gái đâu, sao hôm nay lại... À, con gái em hôm nay bị ốm, em phải đưa nó đi bác sĩ. Tiện đường đi spa em đưa qua đây luôn. Hay là anh cũng định không để em dắt con gái em vào đấy? À không, anh nào dám. Em là khách VIP số 1 của spa anh cơ mà. Thôi, em bỏ qua cho bác ấy đi, coi như là tha cho bác cái lần đầu. Bù lại anh sẽ tặng em một liệu trình, coi như là để bù lại cái tổn thương tinh thần cho em. Em đâu có thiếu tiền mà cần phải anh tặng. Bây giờ một là ông già kia quỳ xuống xin lỗi con gái em, hai là em sẽ hủy thẻ thành viên ở cái spa này và không bao giờ đến đây nữa. Anh biết tính em rồi đấy. Em tiêu bao nhiêu tiền cho cái spa này cơ mà. Thôi cô ạ, tôi đã làm cho cô và con gái cô sợ, tôi xin lỗi. Bác đứng lên đi ạ. Linh Linh, kệ bác. Thôi được rồi, thế con gái thấy thế là đã vừa lòng chưa? Thôi mẹ con mình đi vào trong nhá. Ở đây hôi thối quá con ơi, đi vào nào. Nhanh lên nào, đi với mẹ. Vào nhanh lên. Bác đứng lên đi ạ. Sao bác phải làm đến mức đấy chứ? Cháu mới đến đây cháu không hiểu đâu. Cô ta là khách VIP của spa này, cô ta mà giờ không đến đây nữa thì spa mất thu nhập à? Rồi tiền đâu mà trả lương cho mọi người? Ui, bác chấp nhận, bác chịu nhục một tí để cho cô ta bỏ qua đi. Nhưng mà... Thôi được, quản lý ạ. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Chuyện... Anh rủ em đi ăn tối à? Thì em là nhân viên mới, anh muốn mời em đi ăn tối để nói rõ hơn về công việc thôi. Em yên tâm.
anh sẽ cất nhắc vị trí của em. Em xin lỗi, em có việc rồi không đi được đâu ạ. Em cảm ơn quản lý. Chị Trinh thích nhẹ nhàng nên em thả lỏng cái cánh tay ra. Phải làm như thế này này. À! Đâu? Cô làm sao đấy? Tôi càng bảo cô nhẹ tay thì cô lại càng mạnh tay. Cô có biết là cơ thể này, cái khuôn mặt này, từng cm nó là bao nhiêu tiền không hả? Cô làm cả đời cũng không đè được đâu. Em xin lỗi, tại đang massage cho chị thì con chó nó cứ sủa nên là em mất tập trung ạ. Cái gì? Cô dám gọi Lucy của tôi là con chó? Cô chán sống rồi à? Thôi, Linh mới đi làm, có gì không phải thì em bỏ qua cho Linh nhé. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Với cái thể loại phục vụ nghèo hèn thế này, với cả cái ông bảo vệ dưới kia ấy, thì phải để cho em dạy cho một bài học. Anh không thấy ông bảo vệ kia gặp em còn phải in như thít à? Này, lao động chân tay thì có gì thấp kém mà chị nói bọn tôi như thế? Không thấp kém thì sao? Cái loại của cô làm cả tháng không bằng tôi làm 5 phút đâu. Biết điều thì ngậm cái mồm lại, nghe lời đi. Tôi không làm theo mấy lời lố bịch của chị đâu. Chị không phải bố mẹ tôi mà nói gì tôi cũng nghe nhá. Anh Thắng, anh để nhân viên của anh bật khách tanh tách thế này á? Thôi được rồi, thế để anh đổi nhân viên khác làm cho em nhá. Cái em muốn là đổi cô ta luôn. Em không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Ê, như thế thì không được rồi. Linh tuy mới đi làm nhưng là một trong những nhân viên có kỹ thuật tốt nhất ở đây đấy. Nên anh mới chọn Linh làm cho em chứ. Không đuổi Linh được. Anh có đuổi không? Hay là để em gọi cho văn phòng chăm sóc khách hàng? Anh... Không có massage gì nữa. Đi về con. Em nghe cô ta nói rồi đấy. Cô ta không dọa Xuân đâu. Cô ta mà gọi tổng đài là bị đuổi việc thật đấy. Anh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho em. Anh liên tục dành tình cảm cho em. Thế mà sao em không đáp lại anh nhỉ? Nhưng mà em không có tình cảm với anh ạ. Nhưng mà anh lại có tình cảm với em. Em nghe anh nói này. Em mà không muốn cô ta báo cáo lên tổng đài ấy, thì tốt nhất là chiều anh đi. Yên tâm, anh sẽ lách cho em. Con gái đợi mẹ một tí, mẹ gọi taxi xong hai mẹ con mình về nhá. Đợi một tí nhá. Ôi, chết chết. Này, ông già, ông chạy lên tầng 4 lấy hộ tôi cái điện thoại cái. Đấy có phải là việc của tôi đâu. Tôi còn phải ở đây trông bao nhiêu là xe, còn phải trông cửa nữa chứ. Thế ông có lấy được không? Tôi... Con gái đứng đây cho đỡ mỏi chân nào. Không được đâu ạ. Một nạn đây đưa cứu với. Ai cứu tôi với. Bỏ đi ra. Con gái. Bỏ ra. Đưa ra. Đưa ra. Bác ơi, coi, bác đừng đánh anh ta làm gì cho bẩn tay. Cháu sẽ kiện anh ta ra tòa tội cưỡng đoạt cháu ạ. Kiện tôi á? Bằng chứng vật chứng đâu mà kiện? Cô nghĩ là cô ra tòa thì ai sẽ tin lời của kẻ thấp cổ bé họng như hai người? Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh là một người rất tốt bụng, bảo vệ nhân viên. Hóa ra đấy chỉ là chiếc mặt nạ mà anh đang đeo được. Đồ đạo đức giả. Tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây một phút nào nữa. Tùy cô thôi. Một là làm việc tiếp. Hai là nghỉ không lương. Cô cứ chọn đi.
Linh ơi, Linh, cháu định bỏ việc thật à? Nghe chú nói nhá, này, cháu cố gắng chịu đựng, nhịn nhục thêm một thời gian nữa, làm nốt đi, chứ không vì lý do này mà hắn ta cuỗ mất nửa tháng lương của cháu, bao nhiêu là công sức của cháu bỏ ra đấy thôi. Con yêu, đi vào đây với mẹ nào. Dạ, chào. Lucy ơi, hôm nay không có cái bãi rác nào cản đường mẹ con mình nữa. Đã bảo rồi, cống rãnh lại còn đòi sóng sánh với đại dương, máng mương lại còn đòi tương đương với thủy điện à. Lucy, con có ngửi thấy mùi gì không? Mẹ ngửi thấy cái mùi thối thối hôi hôi, vừa giống cái mùi cơm mà vừa giống mùi cám lợn đấy con ạ. Trời ơi, con thấy không, bây giờ người ta khổ lắm. Một bữa ăn của con ấy bằng ông già kia ăn cả tuần đấy con ạ. Thôi mình vào đi. Con sao vậy? Con buồn tè hả? Thế con cứ đi tè thẳng ra đây đi, không sao đâu, thoải mái đi nhá, mẹ cho phép. Xong chưa? Ôi kìa, cô, sao cô lại cho con chó nó tè bậy ở đây? Cô có biết đây là cái chỗ để xe của mọi người rồi nó khai rình ra thì làm thế nào? Thì mới có việc cho ông làm. Ra đây lau hết cái chỗ này đi. Có lau không? Hay lại muốn bị đuổi đi? Lucy, con đi ra đây cho người ta lau nước đái cho con nào. Con ngồi đây, ở đây với mẹ nhá. Ăn đi, mẹ cho phép. Ai? Đấy, lau bên kia nữa kìa. Lau sạch như là lau cái bản mặt bẩn thỉu của ông ấy. Lucy, mình đi con. Ngứa cả mắt. Ôi trời ơi, ông già. Ông già đầu thế rồi mà ông vẫn còn đái bậy ra đây à? Ơi. Nhục. Nhục quá. Nhưng mà nhục cũng có mà nhịn. Không vì nửa tháng nữa mà cần tiền đóng học cho con gái thì đừng hòng tôi phải chịu nhục thế này. Cháu có đi học ạ.
sao đấy ạ? Chú Lâm. Alo, cho tôi một xe cấp cứu đến. Em xem này, tháng mới này bên anh mới triển khai liệu trình trẻ hóa da, ngoài ra có bán kèm thêm bộ sản phẩm kem chống lão hóa đến từ Hàn Quốc đấy. Em nghĩ là em sẽ sử dụng của bên anh chứ? Lấy hết đi, anh biết tính em mà. Em ấy thì không thiếu gì tiền, thế nhưng mà anh phải đáp ứng được mọi nhu cầu của em. Điều đấy là đương nhiên. Em thử xem, từ trước đến giờ đã có cái spa nào mà đối xử với em còn hơn cả thượng đế như bên anh chưa? Anh Thắng ơi, dạ. Báo cáo anh là tôi được ra viện rồi ạ. Hôm nay tôi đến đây gặp anh là để trình anh cái giấy ra viện để anh xem xét cho giúp cho tôi được nhận cái khoản hỗ trợ bảo hiểm để tôi nộp viện phí ạ. Anh xin phép tí nhá. Dạ, gửi anh ạ. Bảo hiểm nào nhỉ? Làm gì có cái bảo hiểm nào đâu nhỉ? Ô, anh ơi, thế chẳng phải là cái dạo mà tôi đến spa của anh làm việc thì anh có nói rằng là anh sẽ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả nhân viên của spa là gì anh? Ờ, thì biết là như thế. Nhưng mà dạo gần đây spa làm ăn thua lỗ nên tôi cắt bỏ cái quy chế từ lâu rồi. Cắt à? Anh cắt thì anh phải thông báo cho mọi người biết chứ. Anh ơi, anh xem xét hoàn cảnh của tôi thì anh biết rồi ạ. Tôi già rồi nhưng tôi làm gì có lương hưu. Thế mà bây giờ mà anh mà không xét duyệt cho cái khoản hỗ trợ viện phí này ấy, thì tôi lấy đâu ra tiền mà tôi đóng viện phí bây giờ? Thì đấy là việc của ông, đâu phải là trách nhiệm của tôi đâu. Mà nhân tiện hôm nay ông có mặt ở đây thì ông ở trong dọn dẹp hết đồ đạc, đi về giúp tôi. Ngày mai không cần phải đến đây làm việc nữa. Sao tôi lại dọn dẹp đồ đạc? Tức là anh đuổi việc tôi ạ? Thì trong cái khoảng thời gian ông nằm viện một tuần trời, tôi phải kiếm bảo vệ mới chứ. Tôi đã kiếm được một thằng cu trẻ khỏe hơn ông, mà đặc biệt lương của nó cũng thấp hơn lương của ông. Anh ơi, anh nói đuổi là đuổi thế nào ạ? Báo cáo anh ạ, bao nhiêu năm nay tôi gắn bó với cái spa của anh, tôi đi làm cả năm tôi không nghỉ phép một ngày nào cả. Thế mà tôi mới cứ đi nằm viện có một tuần thôi mà anh lại nỡ đá tôi ra ngoài là thế nào ạ? Đúng rồi đấy, em thấy quyết định cho ông ta nghỉ là quá sáng suốt đấy. Cô... Chứ không, mỗi lần em đến đây chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt nghèo hèn của ông ta thôi là em đã không muốn vào rồi đấy. Nói thật với anh, nhận hay là đuổi là quyền ở anh. Nhưng mà ít nhất ý, thì anh cũng phải cho tôi một tháng để cho tôi có thời gian tôi đi tìm việc. Chứ giờ anh nói đuổi là đuổi luôn. Anh Thắng ơi, anh biết hoàn cảnh của tôi đấy. Con gái tôi thì đầu năm học mới là phải đóng nhiều khoản lắm. Bây giờ anh đuổi tôi thế này thì tôi tiền đâu ra để tôi sống, rồi tôi còn đóng học cho con tôi nữa. Này, ông già, ông đang muốn tìm việc mới có đúng không? Thật tình cờ là gia đình tôi cũng đang cần tuyển người đấy. Việc gì ạ? Người hầu cho con gái tôi. Ông có ứng tuyển không? Cô... Nếu như mà muốn ứng tuyển ấy thì thử bò bốn chân như con gái tôi đi. Rồi tôi cho ông ứng tuyển. Mà tôi tuyển thẳng luôn nếu mà ông bò được như con gái tôi đấy. Cô đừng có mặc quá đáng nhá. Dọn dẹp về đây. Cậu... Em nhìn thấy chưa? Người ta đang bắt đầu đi bằng bốn chân rồi đấy. Em xem mà xét duyệt đi, xem cái dáng vẻ nó có phù hợp không? Trông thì cũng phù hợp đấy. Nào, cộng cô chủ đi chơi đi nào. Cô đừng mà quá đáng nhé. Cô Linh, cháu đến đây làm gì? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải là tháng trước cô nhận đủ lương rồi nghỉ việc rồi cơ mà. Bây giờ cô quay lại đây làm. À, chắc là hối hận nên quay trở lại đây để xin việc chứ gì. Anh nhìn cô ta kìa, hôm nay lại bày đặt mặc đồ hiệu cơ đấy. Trông cô không sang lên được đâu. Cái tướng nghèo hèn của cô thì... Các người nhầm rồi. Tôi đến đây không phải để xin đi làm lại. Tôi đến đây để đóng cửa cái spa này. Nói cái khỉ gió gì vậy? À, cứ làm như kiểu là chủ cái spa không bằng ấy. Thôi, bớt chém gió lại. Đây là bản báo cáo doanh thu 12 tháng vừa qua. Anh xem đi. Thì đúng,
Đây là báo cáo doanh thu nội bộ, tôi gửi lên trên tổng mà. Sao cô lại có? Chi nhánh này do anh quản lý đang có doanh thu cực kỳ thấp và nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khách hàng. Vậy nên, tổng công ty đã quyết định âm thầm điều tra. Và tôi chính là người đến đây để điều tra công ty này. Tôi là giám đốc trụ sở chính, Mỹ Linh. Tôi đã giả vờ làm nhân viên mới, làm việc trong 2 tháng vừa qua để âm thầm điều tra toàn bộ quy trình làm việc ở spa này. Và tôi đã nhận ra lý do vì sao chi nhánh này làm việc càng ngày càng thất bát rồi. Lý do là gì hả giám đốc? Là bởi vì có một người quản lý tồi tệ như anh đấy, giở trò đối bại với nhân viên nữ, lợi dụng việc công làm việc riêng, bóc lột nhân viên làm việc lâu năm, nuông chiều những khách hàng hống hách để làm ảnh hưởng những khách hàng khác đến đây thư giãn. Giám đốc ạ, em xin lỗi chị vì em đã giở trò với chị. Nhưng mà chị có thể bỏ qua cho em đúng một lần thôi có được không? Bởi vì em gắn bó với cái spa này lâu lắm rồi. Bây giờ em mà nghỉ việc thì em không biết đi đâu cả. Tôi thấy khách hàng thân thiết của anh đang tuyển dụng vị trí người hầu cho con gái cưng của cô ta đấy. Anh đến đấy làm việc đi, rất phù hợp với anh đấy. Còn cô sẽ nằm trong danh sách bị cấm cửa trên tất cả các chi nhánh trên toàn quốc của chúng tôi. Vô giá. Đợi. Bác, ở trụ sở chính đang cần tuyển thêm bảo vệ đấy ạ. Bác về đấy làm với cả cháu nhé. Được như thế thì tốt quá, cảm ơn cháu nhiều lắm. Mình đi thôi bác. Giám đốc ạ.